Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. 30 biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 11, theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ sáng ngày 15 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay San Francisco có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper, đại diện ban tổ chức APEC 2023. Về phía Việt Nam, có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Phu Nhân. Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, cùng đông đảo cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Theo chương trình, trong khuôn cổ các sự kiện của tuần lễ cấp cao APEC 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác, Việt Nam sẽ cùng các thành viên thúc đẩy tinh thần đối thoại, xây dựng trách nhiệm, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng hợp tác, cùng hành động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực. Dự kiến trong chương trình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp CEO Summit, tham dự các buổi đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với đối tác khách mời dự hội nghị cấp cao khung khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chủ tịch nước cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 đối với các hoạt động song phương dự kiến chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ có các buổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo hoa kỳ tham dự và phát biểu trao đổi chính sách tại hội đồng quan hệ đối ngoại hoa kỳ cfr và dự bàn tròn kết nối doanh nghiệp địa phương về công nghệ cao dự kiến chủ tịch nước cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số công ty và tập đoàn hàng đầu của hoa kỳ